Hôm nay ba và mẹ dắt tay nhau lên viện để đi sinh em đây. Cậu Huy cũng đến nhà để tiễn mẹ lên bệnh viện. Trên đường đi thì ba vô cùng căng thẳng. Ba không nói năng gì với mẹ cả, mặt đăm chiêu. Còn mẹ thì vẫn là cô bé hồn nhiên, nói chuyện bi ba bi bô, nhưng trong lòng cũng đầy hồi hộp. Đến viện rồi đây, bà Vũ cũng đang đợi sẵn để giúp mẹ chăm em trong những ngày tới. Cậu Huy không được vào nên chỉ tạm biệt ở cổng thôi. Cũng lo lắng bồn chồn ra phết. Bắt đầu vào check-in đây rồi và chúng ta sẽ cùng room tour. Bệnh viện cũng chuẩn bị cho em một số những đồ dùng khá là đầy đủ. Bình hâm này, rồi bình tiệt trùng này. Cái này giống của mình. Bình tiệt trùng. Chị thế. Đây là một toilet riêng. Chị nằm giường này ha, có mấy cái theo dõi, mấy cái máy rồi theo dõi cho mình đó chị. Phòng thì có thêm phòng cho ba để ba nằm nghỉ cùng chăm em với mẹ. Mẹ đã thức mấy đêm liền để chuẩn bị 5 vali này vì cái gì cũng lo thiếu cho em, không bao giờ là thấy đủ cả. Và trong lúc này ba cũng đang tranh thủ ngồi giải quyết nốt mấy việc tồn đọng để lát nữa sinh em xong ba có thể toàn tâm toàn ý lo lắng cho em. Bây giờ Trang chuẩn bị đi lên vào phòng mổ đây, chuẩn bị chào đón em bé. Xem giờ là 11 giờ đến 12 giờ 45 là giờ đẹp của em bé. Bắt đầu mẹ được đẩy vào phòng mổ rồi đây. Ôi cảm xúc lo lắng bắt đầu dâng trào. Nói đang nhiều quên hết đi. Vâng, chị vẫn lương bổng tiền. May quá chưa đến để trả lương. Ôi sao khóc rồi. Hồi mộ. Em làm thì đầu tiên là các bạn với sẽ khóc cười. Sẽ đặt cái đường truyền cho em trước. Vâng. Sau đó bác sẽ làm giảm đau. Không biết nó có đau không. Như tiêm bio cell thôi. Tiêm bio cell á. Thuộc bài á. Cầm tay ba cái nè. Anh ơi, sao về bác anh chào mẹ xong anh ra bên ngoài này chờ giúp em nhé, phòng chờ bác chờ bio em đến. Chân nha, mẹ lý thì cha dạ. Quý cho qua bên kia cho, bé xì lắm nha. Dạ. Ừ, cho con ơi, mẹ yêu em. Trắng quá. Ôi con yêu bé bỏng, chào mừng con đến với thế giới này. Cảm ơn trời Phật đã cho cha mẹ được gặp con. Em được ba đưa vào phòng để tiêm vaccine. Tiêm mũi vaccine đầu tiên. Ba nhìn em, ba xót lắm. Trời ơi, cái đùi bé xíu xiu xiu này mà bị chích hẳn một mũi kim vào, thương quá trời luôn. Hết rồi, hết rồi. Cô xin lỗi. Ôi em ngáp nè, trông cái miệng xinh yêu chưa. Đêm hôm trước mẹ cháu đi đón giao thừa về, đến tận 1:30 đêm nên là cháu vẫn còn hơi thiếu ngủ đây nè. Tội chưa. Đi qua gặp mẹ nha. Đi qua gặp mẹ thôi. Chào bé nha mẹ. Ngồi hôm trước nha. Tại vì sốt là không tốt cho mình. Thương lắm luôn. Chẳng thương. Rồi, trước mắt cho con nằm kế bên tí nè. Cũng ba nè. Lúc này mẹ đang ở phòng hồi sức, hai chân vẫn còn tê cứng luôn. Vết mổ bắt đầu nhói đau. Nhưng cô y tá đẩy em vào với mẹ và ba xuất hiện cùng với em. Bình thường mẹ chả bao giờ khóc đâu. Nhưng mà ngày hôm nay mẹ lại khóc. Khóc không phải vì mẹ buồn mà vì mẹ vô cùng mừng. Mẹ hạnh phúc vì bao nhiêu ngày em ở trong bụng mẹ, mỗi lần đi siêu âm mẹ lại lo nơm nớp, mẹ mong gặp em, mẹ mừng lắm, con có biết không. Và vui hơn nữa là ba luôn cầm tay mẹ, lúc nào cũng cầm tay mẹ và hạnh phúc khi nhìn con. Mẹ mới cảm thấy
đây là một mái ấm của gia đình chúng ta. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Bước xuống giường lần đầu tiên, mẹ cảm giác đau điếng hết cả người. Nhưng mẹ vẫn phải cố, vì nếu mà mẹ không tập đi thì mẹ sẽ bị dính ruột. Mẹ sợ lắm, nên là mẹ lại phải cố. Ông xã dìu nè, ông xã dìu đi nè. Ông xã vừa dìu đi mà vừa đi ra chỗ con đi, vừa quay clip cho Trang nè. Đây, thấy mẹ đây, quay vô con. Đi vào hả? Dạo không có đi được nhiều đâu. Đi, cho bạn đi. Cho đi được mà. Nhưng mà đi cẩn thận nhé, nhiều khi xe sẩm. Ăn bánh bao. Được không? Được ạ. Thấy mẹ tập đi giỏi quá, ba thưởng cho mẹ một cái bánh bao nè. Lúc này mẹ ăn bánh bao mẹ thấy ngon ơi là ngon, vì cả đêm hôm qua mẹ có ăn được gì đâu, có mấy muỗng cháo à. Không phải mỗi mình mẹ nghiện em đâu nha, ba cũng nghiện em không có kém nè. Sáng sớm ra đã tự quay clip và nói chuyện với em rồi. Cả đêm qua ba không ngủ được, tại vì ba đang phải lưỡng lự giữa tên Gia Minh và Gia Khang. Lúc nào em cũng cười trong khi ngủ, nên ba thấy em vui vẻ, hồn nhiên. Ba muốn đặt tên cho em là Gia Khang, chỉ mong em lúc nào cũng được vui vẻ thôi nè. Trong suốt những ngày ở viện, ba trực tiếp là người thay tã, thay bỉm và cho em ti nè. Nhìn cách ba pha sữa vì thấy ba là một người rất là cẩn thận, đeo cả găng tay vào để đảm bảo độ sạch cho bình sữa của em nè. Ngày thứ hai nha, ba cho em ti sữa nè. Thấy ba cho em khéo không? Thấy chưa, ba còn vỗ ở cho mình đây này. Ở đây, ở chơi chồng. Ngay kể cả bà vú, ba cũng không cho động vào luôn. Mẹ ba cũng không cho động vào. Bà vú chỉ có đứng và phụ ba để thay tã cho em. Còn mẹ thì chỉ việc nằm ở trên giường và quay clip cho hai ba con chăm nhau thôi. Kiểm tra độ vàng da của em lên đến 30, nên bắt buộc em phải chiếu đèn. Và em phải chiếu trong vòng 24 tiếng. Bác sĩ yêu cầu cởi hết quần áo cho em, và em phải nằm dưới cái ánh đèn như thế này. Mẹ thương em quá, em bị lột hết quần áo ra, không được ở trong vòng tay mẹ, không được ôm, và em phải nằm dưới cái đèn này. Mẹ sợ em lạnh, mẹ tắt hết điều hòa đi luôn. Ôi thương em quá. Lúc này là 1 giờ đêm. Mẹ nói mẹ cần vắt sữa cho em. Ba đang nằm ở trên giường, bật xuống và vội vàng đi rửa bình vắt sữa và hấp tiệt trùng bình vắt sữa cho mẹ. Như vậy là đủ hiểu ba yêu em đến nhường nào. Và ba cũng là người có tuổi rồi, làm những thứ bé tí hin như thế này, ba lại phải đeo kính vào. Mẹ nhìn thấy vừa buồn cười nhưng lại vừa thương. Nhìn vui ơi là vui. Mẹ mong rằng đây là món quà nhỏ cho Gia Khang của mẹ. Sau này con xem lại, con hãy hiểu rằng ba Chi Bảo và mẹ Trang yêu con biết nhường nào.
cảm ơn các anh chị và các bạn bè đã gửi lời chúc và khen ngợi cho bé Gia Khang. Chúc anh chị có một năm mới 2022 nhiều thắng lợi và mạnh khỏe. Gia Khang xin chào các cô các bác nha. Cháu bây giờ đã rất mừng ngủ rồi. Cháu vừa bị đi sữa xong, cháu không thể diễn mẹ cháu được nữa đâu. Cháu cũng cố diễn hết sức rồi. Cảm ơn các cô các bác. Chào các cô các bác.